Chào mọi người, mình Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay quay cần câu giá siêu khuyến mãi cho mọi người. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đây những cái cần này nha mọi người. Giờ mình sẽ quay từng cây cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là một cây cần đây. Dáng rất là gọn nha. Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Cần Shimano này là dàn khoan bằng nhựa nhé. Này. Bát SK-SX6 này. Đấy. Dàn khoan của nó này. Dàn khoan của nó đây nha mọi người. Đấy. Đấy. Cái cần này dài 3,8 m, thu vào là 59 cm, độc là 0,9 ly, cân nặng 220 g, giá chỉ có 100.000 thôi nha mọi người, duy nhất video hôm nay thôi nhé, duy nhất video hôm nay thôi. Đấy, độc của nó này, đấy, độc mảnh nha mọi người, dàn khoan thì có cái hư có cái còn nhé. Đấy, mình bán siêu khuyến mãi rồi nên là mình không quan tâm cái dàn khoan này cho mọi người nữa. Đây, mình cứ qua như thế này, cái nào hư thì về mọi người tự thay nhé. Đấy, hư về mọi người tự thay. 1, 2, 3, 4. Đây. Coi như một người mua cái này cái phôi về người tự thay hết dàn khoan cũng được nhé. 1 lóng 2 3 4 5 6 7 7 nha mọi người. Còn cái lóng dưới này hình như nó bị gì, nó dán nó cứng luôn rồi. Lóng như này bị bể dán cứng luôn rồi, bỏ luôn cái lóng đi. Coi như là 8 lóng đi. Đấy, 8 lóng nhé. Rồi. Số 1. 100. Dài 3,8 m. Mình cứ lấy chiều dài đo thực tế nha mọi người. Tiếp theo là cây này. Đấy. Cây này China xuất Nhật rồi đây. Đây. Cái này dài 3,6 m nha. Đấy, khoan này. Khoan của nó bị rỉ thôi chứ còn đá thì vẫn còn nha mọi người. Đấy, về ai đánh được đánh ra. Tột này. 1 lóng 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Bát vặn này. Đấy. Cái cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,01 m, độc là 2,5 ly, cân nặng là 280 g. Số 2. Số 2 giá 100 nhé. Số 2 100. Số 3 là cái cần này. Nó cần toàn chất liệu phíp hết nha mọi người. Đấy. Khoan của nó bị hư cái khoan cá vô này. Còn lại mấy khoan này còn ok nhé. Mấy khoan này còn ok nhé. Đấy. U này. Đọc. Học lắm. 2 3 4 lóng nha mọi người. 4 lóng tất cả. Đấy. Ủa. Cái cần này không có cái thông số của nó ta. Cần này dài 3,6 m nha mọi người. Thôi, tôi viết qua 3,6 m đó đi. Cần dài 3,6 m. Cái cần này thu vào khoảng cỡ 1,02 m. Dạ 3,6 m thu vào 1,02 m nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 3. Số 3 giá 100 nhé.
Số 4 là cây này, Cyperada chữ Nhật này, chất liệu là phít nha mọi người. Đấy, dàn khoan, khoan là khoan kim loại luôn nha mọi người, khoan kim loại luôn, khoan kim loại trơn luôn nhé. Đấy, mọc lắm này. 2-3 lóng tất cả. Bát, bát vặn nhựa nhé. Căn này dài 2m7, thu vào là 98cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 220g. Đây, đây là cái số 4. Số 4 100 nha mọi người. Số 4 100. Số 5 là cây Kinton. Kinton New Six Star nha mọi người. Đấy, căn này chất liệu phíp. Đây, dàn khoan của nó. Đây, cái này nứt nè. Ồ, còn ba cái này còn ngon ghê nè. Đầu bu Fuji nhá. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Bát Fuji FX6. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 80cm, đột 2,5 ly, cân nặng 140g nha mọi người. Đây này, số 5 cây này 100 nhé. Số 6 tiếp tục một cây cần Kinton. Đây, New Trickstar P27 đây. Đấy, dàn khoan của nó. Một cái này nứt. Không có cái này nứt chứ mấy. Đầu bu của nó đây. Đọc này. Một lóng, 2-3 ba lóng nha mọi người. Đấy, này nó dán cái gì tay nữa nha mọi người, không có gì cả. Đây, bát vặn nhựa nè, cần dài 2m7, thu vào 1m02, đột 2,5 ly, cân nặng 180g. Đây này, cây số 6, số 6 100 nha mọi người. Số 7 là cây này, China xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật dễ nhận cái này. Đấy, thằng này dài 3m6. Đây, dàn khoan của nó, khoan của chỉ có cái này bị mắc đá này, một cái này bị mắc đá này. Đây, cái này mắc đá, còn lại còn đá nha. Đấy, đột 1 lóng, 2-3-4 lóng nha mọi người. Đây, cái cần này dài 3m6, 3m5 gì đấy, thu vào là 1m, đột là 2,2 ly, cân nặng là 210g. Giá cây này cây số mấy rồi ta? Cái số 7, số 7 100, số 7 100 nha mọi người. Tiếp theo là cái cần số 8. Đây, bát vặn 2m1 này, Kitsu. Đây, dàn khoan còn mới đẹp luôn. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Cái cần này dài 2m1, thu vào là 0,8m, tức là 80cm, đọt là 2 ly, cân nặng 140g. Cái này cái số 8 này. Số 8. Giá 100 nha mọi người, số 8 100.
số 9. Rồi loại tiếp bên này China xuất nhập nha. Dài 2m7. Dàn khoan của nó này, nó bị bẩn thôi nha mọi người. Bẩn thôi, về rửa đi là nó sạch à. Bẩn này. Đấy. Còn đá đồ ok nha. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Đấy, bát vặn này. Đấy, bát vặn phần này kim loại nha. Dài 2m7, thu vào là 1m, độc 2,2 ly, cân nặng là 200g. Đây này cây số 9. Số 9, 100. Số 10, lại là cây cần này, 3m6 nha mọi người. Đấy, khoan còn ok luôn. Đấy, khoan còn ok nha. 1 lóng, 2, 3, 4, 3. Này, này bị mắc cái nắp nhựa vặn dưới đít nha. Về mọi người lấy cái nắp su chế vào. Dài 3m rưỡi, cái này thực tế đo cứ 3m rưỡi, thắng ghi 3m6 mà đo luôn rồi 3m rưỡi rồi. Thu vào 1m02, đọt là 1,9 ly, cân nặng 160g. Cái này cây số 10 100 nha mọi người. Số 11 là một cây cần Shimano. Đây, mình nhắc đi nhắc lại là video này toàn cần phíp thôi. Đấy, dàn khoan thì hư hết rồi, còn được cái đầu bu nha. Còn đầu bu đẹp nha mọi người. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng. Đây, bát Fuji. Cần này dài 2m7, thu vào 99cm, đọt là 2,3-2,4 ly, cân nặng 180g. Cái này cây số 11 100.000 11 100.000 nha mọi người. Đây, 12 là cái cần này, Hyper Sabiki, dài 3m6 nha mọi người. Đấy, dàn khoan của nó này. Khoan của nó thì mình còn thấy nó chỉ bị bẩn thôi nha mọi người. Nó chỉ bị bẩn, về rửa là nó sạch. Và nó còn đá đồ ok. Đấy, dàn khoan còn ok, chỉ có bị bẩn thôi, về rửa là sạch nhé. Đây, đọt của nó đây. 1 lóng, 2, 3, 4, 4 lóng. 2, 3. Bốn lóng nha mọi người. Đây, bát trượt. Cần là dài 3m6, thu vào 1m06, độc của nó là 1,9 ly, cân nặng 360g. Cây này cây số 10. Mấy rồi ta? 12. Số 12, 100 nha mọi người. 12, 100. Tiếp theo, số 13 là cái cần này. Gì đây? Phenol China xuất nhập nha mọi người, dài 2m4. Đấy, khoan của nó này ok này. Đầu bu nó bị bong rồi nha mọi người, bu chỗ này nó bị bong tí rồi, về mọi người thay đầu bu đi, mắc đá rồi nhé. Đấy. 1 lóng, 2, 3, 3 lóng nha mọi người. Đấy, bát vặn. Đây, phần này kim loại này.
phần móc bằng kim loại này. Đây, cần này dài 2m4, thu vào 88cm, đọt là 2,5 ly, cân nặng 140g. Đây này, cây số 13 90.000, 390. Nó bị nắp, mắc cái nắp vặn chân cần nha. Mọi người về lấy miếng xù chế bạc. Mười bốn là cái cần này, dài 2m7 nha mọi người. Đấy, dàn khoan còn ok. Đấy, chỉ hơi bị hoang rỉ thôi, còn đá nha mọi người. Đấy, cái này về mọi người đánh cái rỉ ra là ok nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lóng. Cần này cỡ dạng mini đây. Cần này dài 2m7, thu vào là 74cm, đọt là 1,7 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 14, 90.000, 14, 90.000 nha mọi người. Mười lăm là cái cần này, súp 2m7, chất liệu phíp nha mọi người. Đây, video này toàn cần phíp thôi. Đấy, dàn khoan và nó khoan kim loại luôn, khoan kim loại hết nhá. Đấy, đột nè, một lóng, hai lóng, ba lóng nha, bắt vặn nhựa nè. Cần này dài 2m7, thu vào 1m, đột 2,3 ly, cân nặng 200g. Cây này cây số 15. 15. 90.000. Tiếp tục cây cần súp dài 2m7. Dàn khoan của nó đây. Đấy, còn đá là ok nha mọi người. Đấy, nó bị gì dính sơn màu gì đó chứ thôi. Đấy, đọt của nó đây, một lóng, hai lóng, ba lóng, bát trượt kim loại nhá. Cần dài 2m7, thu vào 1m02, đột là 1,9 ly, cân nặng 200g. Đây này cây số 16, 90.000. 16, 90.000. 17 là một cây cần kinh tên Nutrix Star 2m4. Đấy, ba cái này nó mắc đá rồi, bị nứt mắc đá rồi, còn cái khoan cái còn ok, với lại cái đầu bu Fuji còn ok nha mọi người. Đấy, đọc một lóng, hai lóng, ba lóng, bát Fuji FS6. Cái này dài 2m4, thu vào là 90cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng 140g nhé, 140g. Cây này cây số 17, 90.000. Tiếp theo số 18 là một cây cần 2 khúc, chất liệu là phíp luôn thì như mọi người đã biết rồi, cây cần 2 khúc. Đây, đọt của nó đây, các khoan của nó thì khoan kim loại này luôn nha mọi người, khoan kim loại này nhé. Đấy, ok, khoan cái này. Cái gì đây? Đấy, bát vặn kim loại này. Cần này dài 1m85, thu vào 95cm, đọt 2,1 ly, cân nặng là 100g. Đây này cây số 18,
90. Số 19 là một cây cần cũng hai cốc lục đây. Cần này thì ngon, ok. Tiếp nhẹ. Đây. Dàn khoan như thế này nha mọi người. Khoan sợi. Đấy. Đầu bu nè. Đấy. Tăng này. Ok. Ok nha mọi người. Đấy, cây cần này á thì cái bát vặn của nó bị mất rồi. Nay về mọi người chế ở đây cái mọi người gắn ở đây cái bát trượt nha mọi người, gắn ở đây cái bát trượt giống mình. Đấy, cần này dài 2m3 này. Thu vào là một, đúng ra là 2m4 nhưng mà phía dưới này nó mắc cái đuôi nữa. Cần là dài 2m3, thu vào là 1m17, đột là 2,1 ly, cân nặng là 110g. Cái này cái số 19. 19 100.000. 19 100.000 nha mọi người. Đây, số 20 là một cây cần hai khúc của thằng Diamond. Đấy. Cần này thì khoan còn ok, khoan bát ok nhé, khoan bát đều ok. Đấy. Khoan bát ok nha mọi người. Đọc rồi. Rồi. Cho mọi người cái thông số luôn. Cần này dài 1m8, thu vào là 94 cm, đọc là 1,9 ly, cân nặng là 120g. Đây này cây số 20. 20, 100.000 nha mọi người, 20, 100. Số 21. 21 là một cây cần 3 khúc. Này, 3 khúc khoan dàn khoan này nha mọi người. Dàn khoan còn ok hết. Đấy. Dàn khoan còn ok hết nha. Ok. Đầu bu cũng ok luôn. Đấy, dàn khoan là khoan kim loại nha mọi người, khoan kim loại. Đấy. Ok. Đọt này. Đấy. 3 khúc. Cái cần này là của thằng nào ta? Đây qua nha mọi người, cần này cần đây qua nhé, đây qua nhé. Đây qua. Cần này dài 2m4, thu vào là 84 cm, đọt 2,6 ly, cân nặng là 260g. Cái này cây số 21. 21. 100.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Hôm nay thì mình chỉ có 21 cây cần như thế thôi. Đấy, 21 cây cần này là mình ưu tiên là bán khuyến mãi cho các anh em đã ủng hộ cái kênh của mình trong thời gian vừa qua. Mấy anh em cố gắng xem để mua nha. Đấy. Thì như mọi người biết rồi, mua hàng thì đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới ship nha mọi người. 200.000 trở lên mình mới ship. Đấy.
mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786555599 mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy là mọi người vì cái hàng này mọi người biết rồi, mình bán khuyến mãi với giá là lỗ luôn cho mọi người đấy, lỗ luôn, nhưng mà mình vui vẻ là cái là cho mấy anh em thân thiết thôi. Đây là, nhưng mà mọi người vẫn kiểm tra hàng thật kỹ cho giúp mình nhé, xem thử nó có sai sót gì so với trên video mình giới thiệu hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho mình để đôi bên cùng phối hợp giải quyết. Còn mà mình không giải quyết những trường hợp mà mọi người cứ không xem hàng rồi nhận bừa rồi báo cho mình là bị này bị kia nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.